Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Thông báo là vì một tháng không ra clip cho nên mình sẽ xin lỗi khán giả bằng một cái ưu đãi và bán nick lại siêu ít và thậm chí là sẽ không có lời từng nick để mình tri ân cho tất cả các bạn khán giả của Mưa Sướng các bạn nhá. Và các bạn nên nhớ rằng cập nhật giao diện đi shop có tặng 30% khuyến mại thẻ. Thì để chứng minh cho lời nói đó thì mình sẽ vào tất cả các bạn vào khi các bạn vào shop Mưa Sướng này .vn này thì các bạn sẽ vào nick liên quân giá rẻ các bạn nhá. Các bạn sẽ kéo xuống để có những nick 200, 150.000 này. Thì để mình xem một nick 150.000 này sẽ có cái gì các bạn nhé. Nick 150.000 thì các bạn mua ATM chỉ còn 127.000 thôi. Thì 127.000 này sẽ có nick 54 tướng và 27 skin rank tinh anh. Thì 27 skin mà đây lịch sử là rank cao thủ nhá, đánh 1.800 trận thì có những skin như này các bạn em. Đấy các bạn hãy xem, đây là tưởng nhá. Đấy các bạn hãy lướt qua xem, đây Ngọc 90 này. Đấy 127.000 mà nick nó ngon như vậy anh em ạ. Đấy cho nên là cái giá này hầu như là mình bán lại rất ít. Và coi như là có nhiều nick không có lại. Thì nhiều nick không, đấy cái nick này 120.000. Này các bạn vô lý không? Nick này 127.000 à 150.000 thẻ cao thì có 54 tưởng 27 skin. Nhưng nó có ngon hơn nhiều skin các bạn nhá. Còn nick này 120.000 này thẻ cao thì nó có giá 102.000. Những skin là nhiều hơn các bạn nha, 55 skin. Nhưng mà các bạn nha, 27 skin thì nó sẽ có một skin ngon hơn cái đấy. Đấy các bạn ạ, không phải đùa đâu. Đấy các bạn có thể tham khảo nhá. Coi như là cái giá này là cái giá mình tri ân và xin lỗi tất cả các bạn khán giả trong một tháng qua mình không ra clip. Đấy mình cảm thấy ấy này cho nên đấy, nick 100.000 thì lại có 45 tưởng 38 skin. Đây là một cái nick các bạn nào có 85.000 đâu. Sôi ơi. 85.000 của một nick mà các bạn có thể vào mùa ná crop nó cực kỳ mượt rồi đấy các bạn nhé. Nó có thể mùa ná crop cực ngọt rồi. Rồi, đấy có nick đấy các bạn nhá. 80.000 này. Thì các bạn mất có 68.000 ATM các bạn ạ, 42 tướng, 38 skin và rank kim cương các bạn nhá. Rank kim cương nhá, đấy nhớ nhá. Rồi các bạn xem có gì nào. Đấy, skin các thứ các bạn vào tham khảo. Đấy, ui có cái nick 65.000 rồi các bạn này. Đấy các bạn thấy chưa? 55.000 ATM các bạn có nick 41 tướng, 20 skin. Đấy, tướng 55.000 một cái nick. Đấy các bạn. Cho nên đây là một cái gọi là mình coi như là mình đang cố gắng để có thể là dành tặng tất cả các bạn có đam mê. Thì nói chung là cho mình chuộc lỗi trong thời gian qua bằng những cái shop nick. Rồi ok. Và tiếp tục nhá. Có một cái rất là hay. Có một cái hay, rất hay là cái top thẻ này các bạn này. Thì cuối tháng thì top 1 sẽ được 15.000 quân huy. Và cái này chỉnh tay của mình nạp luôn nhá. Top 20.000 quân huy, top 3 5.000 quân huy, top 4 3.000 quân huy, top 5 1.000 quân huy. Và mình sẽ làm clip trao thưởng vào cuối tháng cho các bạn xem luôn để minh chứng ra shop này là cường lao làm, không còn hợp tác như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình hợp tác thì mình không quan tâm mấy đến cái nick liên quân này đâu, cho nên mình không biết giá cả như nào cả. Nhưng hôm nay chỉnh tay mình làm thì sẽ có được những cái nick như này. Ok rồi, ok, và mời các bạn hãy xem clip các bạn nhá. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Một tháng rồi chúng ta mới gặp lại nhau các bạn ơi. Nhưng trước tiên đến với clip siêu phẩm này thì mình sẽ lời đầu tiên đó chính là sorry tất cả các bạn nhá. Và cái lý do mình ở một tháng vừa rồi thì có hai cái lý do rất là chính đáng. Đó thứ nhất là mình sẽ phải reset lại cái shop của mình. Hiện tại thì cái shop ắc của mình đã cho hủy liên kết với một người đăng nick lên shop của mình thôi. Và mình không còn bán những cái nick đấy nữa. Và để bù lại cho toàn thể tất cả anh em thì mình sẽ chỉnh tay mình nhập nick. Và thời gian đầu tiên mình sẽ bán hầu như là không có lời. Một nick mình chỉ bán duy trì cái tiền nhân viên đăng nick lên thôi. Chẳng hạn bởi vì mình thấy cái shop nick này nó của mình nó quá là vô duyên. Bởi vì thực sự anh em phải thông cảm, mình không quản lý được nổi các bạn nhé. Bởi vì là kiểu cái nick thì người ta tự đăng lên kiểu cảm giác như là tránh giả gấp mấy lần mình không biết. Nhưng mà một tháng vừa qua thì mình đã nghiên cứu lại. Thì đó là một cái điểm mà mình xin lỗi các bạn. Và để bù lại cho tất cả các bạn thì khi nào mình hoàn thành lại cái shop nick thì các bạn hãy lên tham khảo đi. Cái giá nó sẽ cực kỳ đẹp và nick cực kỳ ngon dành tặng cho anh em các bạn nhé. Đó là cái điều thứ nhất. Và điều thứ hai là ngoài cái việc đam mê làm clip ra thì mình sẽ tiến tới gọi là làm tóc tóc shop các bạn nhé. Mình sẽ bán những cái đồ thời trang và đồ hàng hàng áo, hàng chính hãng các bạn nhé. Như là MLB, MLB ấy. Mình sẽ bán những cái đồ gọi là ví dụ như giá store 4 triệu thì mình chỉ bán có 690.000 thôi. Còn cái nguồn hàng ở đâu thì nói chung đó là một cái gọi là bí mật của mình.
vì sao mình lại có được những cái siêu phẩm đẳng cấp như vậy. Thì cho nên là bạn nào có nhu cầu mua thì hãy quá follow TikTok của mình nhé, Mơ Sướng 95, thì để tham khảo những cái sản phẩm của mình chuẩn bị bán ở TikTok Shop. Rồi, đó là hai điều. Còn đây là clip mà mình gửi cho tất cả các bạn, một clip gọi là chuộc lỗi, gọi là một siêu phẩm Zuka. Với build đồ này và cách chơi này, các bạn sẽ chơi Zuka auto win mọi tình huống. Các bạn phải nhớ nguyên tắc này của mình. Thứ nhất là build đồ, thứ hai đó chính là cách combo và cách chơi Zuka các bạn nhé. Vừa rồi thì mình vừa sầu hai mảng xong. Đấy, các bạn hãy nhìn cái cách, các bạn nhìn cái phá vừa rồi thì các bạn có thấy được mình có một cái điểm gì không? Đó chính là cái quy tắc dùng combo Zuka của mình. Khi mình cầm má tính của vị tướng Zuka này, mình chơi luôn luôn phải quy tắc. Chúng ta phải sử dụng má tính. Sử dụng má tính các bạn biết rồi, dùng chiêu 1, chiêu 2 hết mới dùng chiêu 3. Thì Zuka cũng như vậy, thứ tư phút thứ 12 đổ về thì bắt buộc các bạn phải sử dụng combo cho mình. Chiêu 2 lướt lên đập choáng. Chiêu 1 dùng 1 hoặc 2 lần rồi mới được đến dùng chiêu 3 các bạn nhé. Các bạn hãy nắm cho mình cái quy tắc này thì các bạn chơi Zuka sẽ tốt. Rồi, đây là một cái thế trận gọi là cho nó ngang băng đi. Cho ngang băng đi. Rồi, thì mình sẽ nắm bắt quy tắc đấy và sẽ chơi Zuka. Các bạn hãy xem clip này ở rank, gọi là rank cao thủ, rank đây là rank khá cao rồi. Đấy các bạn nha, này cái pha này thăng hất lên, mình sẽ dùng chiêu 2, chiêu 1 là đủ mạng rồi, kích hoạt chiêu 3. Đấy các bạn nha, và kích hoạt má tính thì mình sẽ được combo hai combo trong vòng vài giây thôi các bạn ạ. Đây mới là phút thứ 3 của game đó. Phút thứ 3 của game. Và quy tắc tiếp theo là Zuka bắt buộc phải có búa xanh nhá. Nhiều người cứ nói em chơi rừng em toàn nhường búa xanh cho mid. Sai. Búa xanh đối với những cái vị tướng Zuka này rất quan trọng. Bởi vì sao? Đó là thời gian hồi chiếu. Mình có mana đâu, quan trọng nhất là cái thời gian hồi chiếu các bạn nhé. Hai quy tắc này, thứ nhất bắt buộc Zuka phải có búa xanh để hồi chiếu nhanh. Thứ hai, các bạn áp dụng quy tắc combo phút 12 đổ về phải auto combo cho mình. Chiêu 2, chiêu 1, chiêu 1, chiêu 3. Hãy nhớ nhá. Đấy, còn cách di chuyển thì đơn giản, các bạn sẽ di chuyển freestyle. Freestyle là các bạn di chuyển quanh map bất kể các bạn đi farm xong. Đầu tiên, ưu tiên farm. Khi farm xong, các bạn sẽ di chuyển bất kể nơi nào các bạn muốn. Có đánh nhau là các bạn sẽ đánh nhau ở đó. Đấy, ở phút thứ 3 này mà mình combo thằng Nagarot một combo cực kỳ mạnh các bạn nhá. Bảng ngọc với build đồ này của Lào siêu mạnh luôn các bạn ạ. Đấy, đây là một clip chuộc lỗi cho các bạn, nhưng mà thực sự đây là lý do chính đáng nhé, chứ không phải như ngày xưa. Như ngày xưa mình livestream thì mình có thể bỏ bê, cái đó mình chấp nhận được, nhưng cái này là có cái lý do chính đáng. Bởi vì trong một tháng vừa qua mình phải reset lại cái shop nick. Mình phải reset cái shop nick và đặc biệt rằng mình phải tìm được cái nguồn hàng rẻ và coi như là đăng lên shop nick để bán thời gian, coi như mình lấy công làm lại, mình không hề lấy lời luôn các bạn nhé. Không tin thì khi nào web shop mình ok được, các bạn hãy vào các bạn xem, tham khảo cái giá nick là các bạn sẽ thấy khác hẳn luôn. Và tiếp theo là mình sẽ làm thêm bán hàng ở trên TikTok Shop. Thì các bạn hãy đừng quên follow qua bên cái Mơ Sướng 95. Và mình sẽ có cái lịch livestream để bán hàng TikTok, thì mong các bạn ủng hộ. Thì những cái hàng của mình thì sẽ ưu tiên vào những cái mình sẽ bán những sản phẩm như nước hoa, thời trang hoặc những cái gì liên quan đến cho tất cả anh em. Nhưng là hàng chính hãng và giá thì nó siêu rẻ các bạn nhé. Bởi vì tại sao mình lại có giá siêu rẻ như vậy? Bởi vì là những cái người chính hàng bạn được store ấy, ví dụ như cái ảo đơn giản thôi, đó là MLB, thì người ta phải mất cái chi phí mặt bằng, mất cái thương hiệu, mất marketing, mất cái quảng cáo, cho nên đổn lên rất nhiều. Cho nên một cái ảo mà người ta bán 4 triệu store ấy, thì mình bán chỉ có 699.000 thôi. Đó là mình có tiền lời một ít, nhưng mà cái giá này thì mình phải nói thật là cái giá vừa làm thì là cho anh em dùng thôi, chứ lời nhiều là không có lời. Bởi vì một cái ảo hàng mà bán cái giá đấy thì hầu như là không có lời các bạn nhá. Nhưng đây là hàng limited, mình chỉ bán để cho anh em sử dụng. Đấy, cho anh em sử dụng thôi. Đấy, cho nên rằng là ví dụ mỗi cái màu thì mình chỉ có 5 cái thôi các bạn nhé. Chỉ có 5 cái, 10 cái, không có nhiều. Cho nên đây là những cái hàng limited cho các bạn săn được những cái đồ chính hàng. Các bạn nào chưa mặc đồ chính hàng bao giờ như bản thân của mình, mấy chục năm không biết đồ chính hàng là gì, nhưng khi các bạn mặc vào các bạn sẽ nghiền luôn các bạn nhé. Đấy, khi mà các bạn mặc đồ của Mơ Sướng vào thì đi với anh em bạn bè, các bạn hãy nói cái giá store của mình, bởi vì đây là đồ chính hàng mà, đồ của Lao là đồ chính hàng mà. Đấy, chứ không phải đồ fake, không phải đồ fake các bạn nhé. Đấy, ví dụ các bạn mua cái ảo MLB của mình có 699.000, bạn bè hỏi mi mua ảo này bao nhiêu tiền, tao mua ở store MLB giá 4 triệu các bạn nhé. Đấy,
các bạn cứ trả lời tự tin như vậy Cương. Cương lao đảm bảo báo cho anh em cái điều đấy. Nếu mà sai sự thật hoặc không đúng sự thật thì Cương lao xin phép xóa hết những cái kênh YouTube, TikTok và coi như là xóa hết tất cả mọi thứ. Đấy, cho nên là cái nguồn của mình là hoàn toàn uy tín và đảm bảo. Và sắp tới đây thì có hai cái shop nick và cái những cái đồ sản phẩm của mình bán thời trang về những cái làm đẹp thì ở trên kênh TikTok của mình. Còn YouTube thì mình chỉ có bán ác thôi. Cho nên mà trong đợt tới đây thì mình chỉ có là gọi là lấy công làm lại để chuộc lại những cái mà ngày xưa mình đã vô tâm không quan tâm. Cho nên các bạn đối với clip này cũng như vậy, đây là một clip chuộc lỗi các bạn nhé, các bạn thấy chưa? Trời ơi, cực kỳ mảnh luôn. Chỉ cần các bạn nắm rõ cho mình những quy tắc đấy và tiếp theo là các bạn chơi theo đúng quy tắc đấy thì các bạn chơi cực kỳ ok luôn. Và sắp tới đây thì ok, đương nhiên thôi, sẽ có những clip siêu phẩm anh em nhá. Phút thứ 7 mà thằng Zukazaku nó chơi như vậy thì mình nói các bạn ai chịu cho nổi được các bạn. Thằng nào chịu cho nổi được. Đấy, thằng nào nó chịu cho nổi được với cái thằng Zaku mà nó đánh thế này các bạn nhá. Rồi, cho nên là hy vọng tất cả các bạn xem clip này, các bạn sẽ thông cảm giúp cho bản thân mình. Và bây giờ mình sẽ cố gắng tập trung hơn những cái vấn đề mà mình đang có. Và anh em yên tâm, luôn luôn có clip cho anh em nhá. Đấy, chứ không phải là mình bỏ bê anh em đâu. Clip YouTube thì mình đã nói rồi, làm vì đam mê cho anh em nó chỉnh thôi, chứ thực sự để nói kinh tế là không có. Đấy, cho nên là sắp tới có những ngày đấy thì mong anh em có thể, các bạn không ủng hộ, nhưng các bạn có thể lên xem. Dù những cái buổi live stream TikTok các bạn có thể tham gia, các bạn xem giúp mình, hoặc các bạn xem những clip này thì đó là một cái ủng hộ của mình rất là tuyệt vời rồi. Và mình nghỉ clip để nó kết thúc, và hẹn gặp anh em ở những clip siêu phẩm sau. Và tất cả bạn hãy mãi yêu, bye bye.